Kiểu thi ca, chẳng phải lìa nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa chân như của nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa nhĩ giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa nhĩ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải lìa chân như của nhĩ giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của nhĩ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc nhĩ giới, chẳng phải trong thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong chân như của nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của nhĩ giới, chẳng phải trong chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong pháp tánh của nhĩ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhĩ giới, chẳng phải trong pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong nhĩ giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc nhĩ giới, chẳng phải trong thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong nhĩ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc nhĩ giới, chẳng phải trong thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong chân như của nhĩ giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của nhĩ giới, chẳng phải trong chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong pháp tánh của nhĩ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của nhĩ giới, chẳng phải trong pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa tỷ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tỷ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của tỷ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa tỷ giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa tỷ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của tỷ giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của tỷ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong tỷ giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc tỷ giới, chẳng phải trong hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra.
chẳng phải trong chân như của tỷ giới. Có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của tỷ giới. Chẳng phải trong chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong pháp tánh của tỷ giới có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của tỷ giới. Chẳng phải trong pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong tỷ giới có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc tỷ giới. Chẳng phải trong hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong tỷ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc tỷ giới. Chẳng phải trong hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong chân như của tỷ giới có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của tỷ giới. Chẳng phải trong chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong pháp tánh của tỷ giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của tỷ giới. Chẳng phải trong pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Kiều thi ca, chẳng phải lìa thiệt giới có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa chân như của thiệt giới có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của thiệt giới có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai. Chẳng phải lìa thiệt giới có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa thiệt giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải lìa vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải lìa chân như của thiệt giới có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của thiệt giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải lìa pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiều thi ca, chẳng phải trong thiệt giới có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thiệt giới. Chẳng phải trong vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong chân như của thiệt giới có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của thiệt giới. Chẳng phải trong chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong pháp tánh của thiệt giới có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thiệt giới. Chẳng phải trong pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể đắc Như Lai. Chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Chẳng phải trong thiệt giới có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc thiệt giới. Chẳng phải trong vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong thiệt giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thiệt giới.
Chẳng phải trong vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong chân như của thiệt giới có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của thiệt giới. Chẳng phải trong chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai. Chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong pháp tánh của thiệt giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thiệt giới. Chẳng phải trong pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Kiều thi ca, chẳng phải lìa thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thân giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa thân giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thân giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thân giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiều thi ca, chẳng phải trong thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thân giới, chẳng phải trong xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong chân như của thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của thân giới, chẳng phải trong chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong pháp tánh của thân giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thân giới, chẳng phải trong pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong thân giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc thân giới. Chẳng phải trong xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong thân giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thân giới, chẳng phải trong xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong chân như của thân giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của thân giới, chẳng phải trong chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải trong pháp tánh của thân giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thân giới, chẳng phải trong pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của xúc giới cho đến các thọ cho thân xúc làm duyên sanh ra. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai,
chẳng phải lìa pháp tánh của ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa ý giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa ý giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của ý giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của ý giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiều thi ca, chẳng phải trong ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc ý giới, chẳng phải trong pháp giới, ý thức giới và ý xúc cũng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong chân như của ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của ý giới, chẳng phải trong chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong pháp tánh của ý giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của ý giới, chẳng phải trong pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong ý giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc ý giới, chẳng phải trong pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong ý giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc ý giới, chẳng phải trong pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong chân như của ý giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của ý giới, chẳng phải trong chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải trong pháp tánh của ý giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của ý giới, chẳng phải trong pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa địa giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa địa giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của địa giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của địa giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc địa giới, chẳng phải trong thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải trong chân như của địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của địa giới, chẳng phải trong chân như của thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải trong pháp tánh của địa giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của địa giới, chẳng phải trong pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới,
chẳng phải trong địa giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc địa giới, chẳng phải trong thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng phải trong địa giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc địa giới, chẳng phải trong thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải trong chân như của địa giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của địa giới, chẳng phải trong chân như của thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của thủy hỏa phong không thức giới, chẳng phải trong pháp tánh của địa giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của địa giới, chẳng phải trong pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thủy hỏa phong không thức giới. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thánh đế tập diệt đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thánh đế tập diệt đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa thánh đế khổ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa thánh đế tập diệt đạo có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa thánh đế khổ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa thánh đế tập diệt đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thánh đế khổ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của thánh đế tập diệt đạo có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thánh đế khổ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thánh đế khổ, chẳng phải trong thánh đế tập diệt đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải trong chân như của thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của thánh đế khổ, chẳng phải trong chân như của thánh đế tập diệt đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải trong pháp tánh của thánh đế khổ có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thánh đế khổ, chẳng phải trong pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải trong thánh đế khổ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc thánh đế khổ, chẳng phải trong thánh đế tập diệt đạo có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải trong thánh đế khổ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thánh đế khổ, chẳng phải trong thánh đế tập diệt đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải trong chân như của thánh đế khổ có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của thánh đế khổ, chẳng phải trong chân như của thánh đế tập diệt đạo có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của thánh đế tập diệt đạo, chẳng phải trong pháp tánh của thánh đế khổ có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thánh đế khổ, chẳng phải trong pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của thánh đế tập diệt đạo. Kiểu thi ca, chẳng phải lìa vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não có thể đắc Như Lai, chẳng phải lìa vô minh có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa vô minh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của vô minh
có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của vô minh, có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải lìa pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, có thể đắc pháp tánh của Như Lai. Kiểu thi ca, chẳng phải trong vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc vô minh, chẳng phải trong hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng phải trong chân như của vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của vô minh, chẳng phải trong chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng phải trong pháp tánh của vô minh có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của vô minh, chẳng phải trong pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có thể đắc Như Lai, chẳng phải trong Như Lai có thể đắc pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng phải trong vô minh có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc vô minh, chẳng phải trong hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng phải trong vô minh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc vô minh, chẳng phải trong hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng phải trong chân như của vô minh có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của vô minh, chẳng phải trong chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có thể đắc chân như của Như Lai, chẳng phải trong chân như của Như Lai có thể đắc chân như của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, chẳng phải trong pháp tánh của vô minh có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của vô minh, chẳng phải trong pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não có thể đắc pháp tánh của Như Lai, chẳng phải trong pháp tánh của Như Lai có thể đắc pháp tánh của hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não.